Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cuối tháng 6 năm 2024, và cũng là ngày mà chúng ta cùng hiệp một về đây để cùng nhóm lại, cùng suy tôn Chúa, cùng ngợi khen Chúa, cùng thờ phượng Chúa Giêsu. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe lời của Ngài. Amen. Trước khi nghe lời của Chúa thì có một số thông báo, đó là chương trình Thánh Kinh mùa hè dành cho các em thiếu nhi của khu vực miền Đông cũng bắt đầu xuất phát, đó là tuần sau vào ngày thứ sáu, thứ bảy. Xin các phụ huynh có những em độ tuổi đó là đã mẫu giáo rồi, cho đến giống như là người đánh đàn ọc hôm nay là Trí, là mười mấy tuổi rồi, thì cũng có thể đi học lớp thiếu niên. Chúng ta có hai lớp phải không cô Tuyền nhỉ? Chúng ta có hai lớp và các cháu sẽ ngủ lại một đêm để đốt lửa trại nữa. Cho nên đây là một cái chương trình của khu vực miền Đông của chúng ta, kết hợp với các hội thánh, trong đó có hội thánh gia đình Tái Sanh, trong đó có hội thánh của các sóc, các buôn làng của người sắc tộc. Cho nên chúng ta cầu nguyện để chương trình thiếu nhi được diễn ra trong ơn phước của Chúa. Chúng ta cầu cho thời tiết nữa, xin Chúa cũng tế trị trong những ngày đó không có mưa. Amen. Để các cháu có thể vui chơi bên ngoài, sinh hoạt, để các cháu có thể biết Chúa Giêsu là ai cho cuộc đời của chính mình. Chúng ta nhớ cầu nguyện cho ban tổ chức, trong đó có các cô giáo dạy thiếu nhi. Và thông báo thứ hai, đó là chiều hôm nay sẽ có buổi nhóm dành cho các bạn thanh niên ở cũng ở tổng khu vực này, nhóm tại Hội Thánh Philip ở trong Sóc Sạch dưới chức vụ của một sự điều nữa. Cho nên độ tuổi thanh niên thì chúng ta cũng có thể đến tham gia. Và nếu có những người nào lớn tuổi mà tinh thần vẫn còn trẻ trung á, vẫn còn cho mình, giống như tôi năm nay 58 rồi, nhưng mà tôi lúc nào tôi cũng nghĩ tôi mới có 28 tuổi thôi. Cho nên tôi rất là năng động, tôi cực kỳ năng động. Tôi năng động còn hơn những người nhỏ tuổi hơn tôi nữa. Tôi còn nhanh nhẹn, còn năng động. Có những cậu học trò của tôi nói gì, con nhìn thấy bố con hổ thẹn quá. Bởi vì tôi sống phải làm gương, rất năng động, rất nhanh nhẹn. Để gì? Để cái tuổi của tôi nó không dừng lại cái chỗ 58 đó, amen, mà sẽ đi xa hơn nữa. Hallelujah. Và xin Đức Chúa Trời ban phước cho buổi nhóm thanh niên chiều hôm nay. Qua chúc của thầy Phạm Văn Tú sẽ chia sẻ với các bạn thanh niên. Đây là buổi nhóm đầu tiên thiết lập giờ nhóm lại của các bạn trẻ thanh niên. Và chúng ta nên nhớ rằng ma quỷ nó luôn tìm mọi cách để phá hoại cái tuổi nhỏ, phải không ạ? Có phải không ạ? Và chúng ta tưởng tượng coi, nếu những lứa tuổi nhỏ từ thiếu nhi, thiếu niên đến tuổi vị thành niên mà bị phá hủy. Các cháu đang là cái tuổi rất đẹp, đang có thể đi học cấp 2, rồi cấp 3, rồi đi vào đại học. Tuổi rất đẹp, tương lai sáng ngời. Đúng một cái chúng ta nghe, các cháu bị bắt lấy bởi ma túy, các cháu bị bắt lấy bởi đời sống, nếp sống vô đạo đức, các cháu bị bắt lấy bởi những thói hư, những tật xấu khác nhau. Và ta cứ nhìn như vậy đi, thì xã hội sẽ như thế nào? Amen. Hãy những một xã hội nhỏ, một xã hội thu nhỏ lại, đó là gia đình của chúng ta. Tôi nghe chị amen. Amen không ạ? Một gia đình lộn xộn sẽ ảnh hưởng đến xã hội. Đúng không ạ? Xã hội được cấu tạo, được kết hiệp bởi những gia đình nhỏ, phải không ạ? Amen. Và nếu tất cả những gia đình có con cái hư hỏng, tuổi thanh niên hư hỏng, thì tôi nói em rằng xong rồi. Các bạn không ạ? Cho nên chúng ta cầu nguyện nhiều cho chương trình thanh niên, để các bạn thanh niên không phải chỉ nhóm nhau lại rồi vào đó để rồi liếc mắt đưa qua đưa lại để tìm ai là cái vai sườn của mình. Không phải. Cái nơi nhóm thanh niên không phải là nơi mà tìm bạn gái ở đó, mà nơi chúng ta tìm kiếm Đức Thánh Linh ở đó. Amen. Amen. Để chúng ta trưởng thành hơn. Amen không nghĩa? Hallelujah. Hallelujah. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe lời của Chúa. Xin mời Hội Thánh đồng đứng lên. Và chúng ta cũng đến với sách Phúc Âm Luca như điều tôi đã hứa. Tôi sẽ tiếp tục ở trong dòng chảy giảng về Đức Thánh Linh. Và cái chủ đề mà tôi đã nói trong xuyên suốt những bài giảng vừa qua, và chủ đề đó vẫn còn ở trên cái bano của chúng ta, đó là tôi tin Đức Thánh Linh. Và tôi xin sáng nay tôi sẽ dùng bản dịch Hiệu Đính, hay còn một cái tên gọi là bản dịch 2010,
bản dịch truyền thống hiệu đính. Chúng ta cứ dở Phúc âm Luca đoạn 4 từ câu 14 đến câu thứ 22. Tôi xin tuyên đọc lời của Đức Chúa Trời và xin mời hội thánh và các tôi tớ của Chúa cùng các anh chị em đang theo dõi buổi nhóm lại của chúng ta cùng lắng nghe tôi đọc phong đoạn kinh thánh này. Đức Chúa Giêsu trở về miền Galilee trong quyền năng Thánh Linh và danh tiếng Ngài vang lừng khắp các miền lân cận. Wow. Ngài dạy dỗ trong các nhà hội, mọi người đều ca ngợi Ngài. Đức Chúa Giêsu đến thành Nazareth là nơi dưỡng dục Ngài. Theo thói quen, vào ngày Sa-bát, Ngài đến nhà hội đứng dậy để đọc. Có người trao cho Ngài cuộn sách tiên tri Ê-sai. Ngài mở ra, tìm thấy chỗ có chép: Thánh Linh của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta để truyền giảng tin lành cho người nghèo. Ngài đã sai ta đến công bố những người bị giam cầm được phóng thích, người mù loà được sáng mắt, người bị áp bức được tự do và công bố năm tri ân của Chúa. Ngài cuốn sách lại, trả cho người phụ lễ, rồi ngồi xuống. Mọi người trong giáo hội đều chăm chú nhìn Ngài. Ngài bắt đầu nói với họ: Hôm nay lời kinh thánh mà các ngươi vừa nghe đã được ứng nghiệm. Mọi người đều làm chứng tốt về Ngài và kinh ngạc trước những lời đầy ân huệ từ miệng Ngài. Họ nói: Chẳng phải người này là con Joseph sao? Chúng ta cứ tiếp tục giữ Luca đoạn 4 và tôi muốn đọc từ câu 31 đến câu 37 nữa. Ngài xuống thành Capernaum thuộc miền Galilee và giảng dạy của Ngài và sự giảng dạy của Ngài vì lời Ngài đầy uy quyền. Mọi người bị quỷ ám có mặt trong nhà hội la lớn. Một người bị quỷ ám có mặt trong nhà hội la lớn: Hỡi Giêsu ở Nazareth, chúng tôi với Ngài có can hệ gì mà Ngài đến để tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết Ngài là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Bản cũ của chúng ta là: Tôi biết Ngài là ai? Là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Câu 35: Nhưng Đức Chúa Giêsu nghiêm trách nó: Hãy im đi và ra khỏi người này. Quỷ liền quật ngã người ấy giữa đám đông rồi lìa khỏi mà không làm gì hại đến anh ta. Mọi người đều sợ hãi, nói với nhau: Đạo gì vậy? Đạo gì vậy? Wow. Ông ấy lấy uy quyền và năng lực mà truyền lệnh cho các quỷ và chúng phải ra khỏi. Danh tiếng Ngài vang lừng khắp các vùng chung quanh. Và xin mời hội thánh đọc với tôi câu Công Vụ đoạn 10 câu 38. Đây là câu của thánh chúng ta cần phải học thuộc. Công Vụ đoạn 10 câu 38. Đây là câu của thánh rất quan trọng, làm chìa khóa cho những điều gì chúng ta sẽ nghe qua sự mặc khải của Đức Thánh Linh sau đã dành cho mỗi một chúng ta. Sự thánh bắt đầu đọc 1, 2, 3. Và quyền năng khắp. Amen. Tôi xin đọc bản hiệu định. Thế nào Đức Chúa Trời đã sức dầu cho Đức Chúa Giêsu người Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền năng. Rồi Ngài đi khắp nơi làm việc nhân đức và chữa lành tất cả những người bị ma quỷ áp chế vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Amen. Tôi xin đọc lại câu này một lần nữa trong bản hiệu đính. Thế nào Đức Chúa Trời đã sức dầu cho Đức Chúa Giêsu người Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền năng. Rồi Ngài đi khắp nơi làm việc nhân đức và chữa lành tất cả những người bị ma quỷ áp chế vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Xin cùng với tôi trong sự cầu nguyện. Hỡi Thánh Linh là thần lại thật. Chức vụ của Ngài, công tác của Ngài. Chúa Giêsu đã nói cho chúng con biết trước trong phẩm văn từ đoạn 13, 14, 15 và đặc biệt là 16. Và các sách khác nhau của phần Tân Ước. Và sáng nay chúng con trân trọng kính mời Ngài hỡi Thánh Linh. Ngài đã có mặt ở đây rồi, nhưng để bày tỏ sự tôn trọng Ngài, để bày tỏ sự quy phục Ngài, để cho Ngài thấy rằng chúng con, buổi nhóm của chúng con không thể thiếu Ngài được. Vì đó xin Ngài hãy làm chủ giờ chúng con nghe lời của Chúa Trời. Xin làm vinh hiển Chúa Giêsu, đấng mà những ngày qua chúng con đã học, đấng mà đã đắc thắng sự cám dỗ của Satan, của con quỷ, của sự cám dỗ. Để rồi Ngài để lại con dấu chân, để con noi theo dấu chân của Ngài. Sứ đồ Phaolô đã tuyên bố rằng ông cũng đã từng bước cùng một dấu chân đó. Có một người nào được quyền
quyền năng được sức dầu trong Thánh Kinh và hội thánh thời Tân Ước này mà họ không bước theo dấu chân của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin đừng để cho con tìm kiếm quyền năng từ nơi một con người nào của trần gian này. Xin đừng cho con tìm, đừng để cho con tìm kiếm dầu Thánh Linh của Ngài ở trong các shop bán dầu thơm. Đừng để con tìm kiếm dầu Thánh Linh của Chúa và năng quyền của Ngài ở trong tổ chức của con người, của giáo phái. Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa Giê-xu là con người, Ngài là con của Đức Chúa Trời và Ngài đã chiến thắng Satan, ma quỷ với ba lần cám dỗ đó. Và Ngài đã nhận lãnh kết quả gì? Để rồi mỗi một chúng con nghe và chuẩn bị cho đời sống của chúng con. Để rồi mỗi một chúng con thật sự là những người bước theo dấu chân của Chúa Giê-xu. Đừng để chúng con học đòi và bắt chước bất cứ một con người nào ngoài Chúa Giê-xu. Xin kéo chúng con vào trong lời của Chúa, kéo chính con vào trong lời của Chúa. Để chức vụ của con mà Ngài đã kêu gọi, nó không đến từ con. Đó Chúa cho chính con và cho những người được kêu gọi biết nâng niu, biết gìn giữ, biết giữ mình trước khi giữ mình. Để chúng con càng đi, càng được sức dầu, càng hầu việc Chúa, càng giảng, càng cầu nguyện chữa bệnh hay giải cứu, càng thấy sự sức dầu lớn lắm hơn. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con biết ơn Chúa giáng hộ thánh trong tay của Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin đọc kính mời hộ thánh đồng ăn tôi. Bài giảng của tôi xong ngày liền của tuần. Bài giảng thứ nhất đó là làm thế nào để được đầy dạy Đức Thánh Linh. Amen. Amen. Bài giảng thứ nhì của tôi đó là gì? Vâng, Đức Thánh Linh và sự cám dỗ. Có phải như vậy không? Và hôm nay chúng ta sẽ đi đến một cái chủ đề. Đó là Chúa Thánh Linh đã tin chúng ta chưa? Tôi lặp lại chủ đề hôm nay. Đó là Đức Thánh Linh đã tin chúng ta chưa? Anh em, thường thường chúng ta hỏi người ta như thế này này. Bạn tin Chúa chưa? Có phải không ạ? Bạn tin Chúa Giê-xu chưa? Bạn tin Đức Thánh Linh chưa? Bạn có Thánh Linh chưa? Bạn đã có Thánh Linh ngự vào đời sống của mình chưa? Thường thường chúng ta hỏi như vậy. Nhưng một ngày kia Đức Thánh Linh hỏi tôi. Bởi vì sao? Tôi và Đức Thánh Linh có một sự chạm trán với nhau. Bởi vì khi nói đến hai chữ quyền năng, 10 người hầu việc Chúa là cả 10 đều muốn có quyền năng của Đức Thánh Linh. Khi nói về sự sức dầu của Đức Thánh Linh, thì nếu 1 triệu người hầu Chúa trên khắp thế giới này, nếu hàng ngàn người hầu Chúa trên đất nước Việt Nam của chúng ta, khi nói đến sự sức dầu của Đức Thánh Linh, thì không ai mà lại nói không cần. Bởi vì tất cả ta đều biết, Chúa Giê-xu mà còn phải được sức dầu, Chúa Giê-xu còn phải nhận lãnh quyền năng Thánh Linh để Ngài hầu vị Chúa trong năng quyền. Amen. Mắt kẻ mù chỉ được mở khi Ngài có quyền phép của Đức Thánh Linh. Amen. Người ta nghe và người ta bị bắt phục bởi vì sự sức dầu của Đức Thánh Linh trong chức vụ của Chúa Giê-xu. Phao-lô và Si-la ở trong nhà tù, đó là cái phép thử của hai ông. Nơi đó không có đờn guitar, nơi đó không có amply, nơi đó không có mixer, nơi đó không có đờn ọc, nơi đó không có cái gì cả, nơi đó không có những người đặt điện thoại và chuẩn bị quay livestream về hình ảnh của Phao-lô và Si-la không. Nhưng nơi đó họ biết Chúa đang ở đó với họ. Amen. Họ biến cái cảnh đó trở thành cái buổi thờ phượng chỉ có 2 người cho tôi nghe chạy. Amen. Buổi thờ phượng chỉ có 2 người nhưng đã làm rúng động ngục tù. Xích xe của tội phạm bị tháo gỡ. Amen. Tùng đang công chứng thấy ông cũng bị tháo gỡ mà không cần một chìa khóa nào, không cần tay của một người quảng cáo nào mở hộ cho họ. Anh biết điều gì xảy ra không? Sự sức dầu Thánh Linh và quyền năng trên chức vụ của Phao-lô và Si-la. Hallelujah. Và trong Esai thì lời của Chúa thì trên Esai thì báo rằng trong ngày đó sự sức dầu bẻ gãy mọi ách. Đây là câu thánh mà Đức Thánh Linh làm cho tôi hiểu. Đó là tôi không thể đối khủy nếu không có sự sức dầu. Amen. Nếu tôi không thể cầu chữa lành bất cứ người nào,
sao nếu tôi không có sự sức giàu. Hallelujah. Amen. Tôi sẽ không hướng dẫn thờ phượng được nếu tôi không có sự sức giàu, tôi lên vào quyền năng của Ngài. Amen. Anh em, sự đoàn kết thờ phượng trong một thánh không phải là hướng dẫn hát như hát văn nghệ, như hát sinh hoạt tập thể. Bởi Chúa rằng Ngài còn Chúa là thánh ngự giữa sự ngợi khen của dân sự này. Và anh có tin rằng nơi nào có Chúa, nơi đó có phép lạ xảy ra không? Phao-lô và Si-la chỉ có hai người, không nhạc cụ, không người chỉnh âm thanh, không có người quay livestream. Nhưng mà Chúa ở đó với họ, khi Ngài nghe họ không làm bầm bởi vì những làn roi mà lính La Mã đánh vào thân thể của họ, phải không? Alo? Chúa ở đó và Chúa chứng kiến rằng hai tôi tớ của ta đã ngợi khen thay vì làm bầm, đã ngợi khen thay vì rên rỉ, đã ngợi khen ta thay vì nói những lời thất bại. Amen. Và Chúa là đấng thánh, Ngài đang ở đó. Anh em, và Ngài đã thấy, Ngài bắt đầu hành động. Amen. Tại sao đời sống của tôi anh em chẳng thấy một phép lạ nào xảy ra? Bởi vì Chúa vẫn ở với chúng ta, nhưng Ngài nghe chúng ta lầm bầm nhiều quá. Ngài nghe ta bán thịt bò nhiều quá, Ngài nghe ta bán than nhiều quá, Ngài nghe chúng ta rên xít nhiều quá, Ngài nghe chúng ta than thở nhiều quá, Ngài nghe ta nói về số phận của mình nhiều quá, phải không? Cho nên Ngài đã im lặng của chúng ta, Ngài không làm gì cả. Con đường tôi đi với Chúa, tôi đã trải nghiệm những điều tôi vừa nói. Nhưng khi tôi trở lại với sự ngợi khen Chúa, tôi đã thấy phép lạ. Amen. Phép lạ đã xảy ra. Và bây giờ chúng ta nhìn thấy cái chủ đề tôi lặp lại sao này. Đó là Đức Thánh Linh đã tin chúng ta chưa? Bao nhiêu người khi nghe đến điều này và có câu trả lời cho chính mình. Như tôi nói, khi nghe đến hai chữ quyền năng, ai lại không thích? Khi nghe đến hai chữ được sức giàu, ai mà chẳng thích? Nhưng anh em, để chúng ta có quyền năng của Đức Thánh Linh, để chúng ta có sự sức đầu của Đức Thánh Linh, Đức Thánh Linh hỏi chúng ta: các con đã khiến ta tin các con chưa? Anh em, Chúa Giêsu vừa rồi tôi giảng chủ đề đó là Đức Thánh Linh và sự cám dỗ. Amen. Amen. Và cám dỗ hay thử thách, đó là một cái bài test mà Chúa cho phép xảy ra để thử nghiệm chúng ta. Anh biết rằng tôi đã giải tội nói rồi, tội lỗi nó là vô hình nhưng nó có quyền lực để hủy phá cái sự sức giàu mà Chúa ban cho chúng ta. Cho tôi nghe chị amen. Cho tôi nghe chị amen. Và Roma đoạn 3:3 là một câu thánh rất là quen: vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất hay là hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nguyên văn của bản ghi là đó là mọi người đã phạm tội, thiếu mất hay là mất đi cái sức mạnh. Anh đang chỉ tới một con người đang mạnh mẽ thuộc linh, bỗng dưng không còn mạnh mẽ nữa, thì tôi nói đây là 100% người đó đã dính líu đến tội lỗi dưới mọi hình thức. Người đó sẽ không còn làm được điều gì cho Chúa mới được cả nếu người đó không ăn năn. Và ta nhìn thấy Đức Thánh và sự cám dỗ Luca đoạn 4 từ câu 1 đến câu 13. Amen. Tôi đã giảng được bài sứ điệp đó hơn 1 tiếng đồng hồ. Và bây giờ chúng ta nhìn thấy khi Chúa Giêsu đối diện với sự cám dỗ, Ngài không đối diện với Satan bằng thân vị Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đối diện với con quỷ cám dỗ đó bằng con người. Amen. Bằng một con người thật, một con người có cảm xúc, một con người biết đói. Cho tôi nghe chị amen. Cái thằng Chúa đó là Ngài kia ăn 4 ngày xong thì Ngài đói phải không ạ? Con quỷ cám dỗ đến Ngài: nếu ngươi là con Chúa Trời, kiên đá này nên bắn đi. Chúa Giêsu không nói: mày nhầm rồi, tao là Chúa Trời đây nè, mày nhầm rồi, tao búng tay này. Không. Chúa Giêsu vẫn xác quyết đó rằng như có lời chép rằng người ta sống. Amen. Chúa dùng cái chữ người ta sống có nghĩa là Ngài nói rằng Ngài là con người. Cho tôi nghe chị amen. Khi Ngài đối diện sự cám dỗ với con quỷ, sự cám dỗ, Ngài không bộc lộ thân tánh của Ngài.
mà Ngài bộc lộ nhân tánh của Ngài. Amen. Ngài nói rằng như có lời chép rằng người ta sống trong đó có Ngài là cũng là con người. Amen. Và như tôi nói, khi tôi tiên 40 ngày còn khoảng 3-4 ngày nữa tôi kết thúc, và Chúa đến với tôi dạy cho tôi điều này. Chúa nói tôi rằng ta đã từng đã thắng sự cám dỗ như vào đoạn 2 và thứ 5 rồi, chúng ta đã trả cuộc đời. Chúa Giêsu đã thắng được sự cám dỗ, chứ Ngài cũng biết để cứu kẻ bị cám dỗ, phải không ạ? Anh tôi cũng là con người. Có những sự cám dỗ, có những sự cám dỗ tôi đánh một lần, hai lần, ba lần. Có phải tôi thắng đâu nè. Nhưng mà khi tôi học sự việc này, Chúa Giêsu nói với tôi rằng ta là con người. Khi ta đối diện với sự cám dỗ, ta không phải bộc lộ thân tánh của ta. Ta bộc lộ ta là con người. Amen. Bao người tin rằng Chúa Giêsu là người Do Thái? Bao người tin rằng Chúa Giêsu khi Ngài còn trên đất này, Ngài đi cái bằng chân của Ngài dính đất. Thần đi là hở đất. Amen. Nhưng Ngài đi là dính mặt. Ngài nói được. Amen. Amen. Ngài đòi những ông làm cũng làm Ngài mệt quá, chứ Ngài phải lánh đi để tìm một cái chỗ nghỉ nơi khác. Ngài có tâm trí. Thưa tôi nghe chị. Amen. Hallelujah. Và Ngài nói tôi, ta đã thắng sự cám dỗ, con cũng được làm được đó sĩ. Và từ đó nên em, tôi phát triển cái mối quan hệ của tôi với Chúa Trời, đó là tôi là con của Đức Chúa Trời. Amen. Khi tôi đối diện với con quỷ cám dỗ, tôi không lấy con người xác thịt của tôi ra. Amen. Amen. Nếu tôi đối diện với sự cám dỗ lôi đề cờ bạc và tôi đem cái con người của tôi ra đó, thì tôi nói em 10 phần 10 là thất bại. Nhưng mà tôi đem mình là con của Đức Chúa Trời, thì đấng ở trong tôi và đấng ở trong hội thánh của Chúa trong mỗi một ta là lớn hơn những kẻ ở trong thế giới này. Hallelujah. Anh tôi đã học tập để thắng hơn những sự cám dỗ. Tôi cần thắng hơn những sự cám dỗ. Tôi cần thắng hơn về những lĩnh vực khác nhau. Tiền bạc, tình cảm, quyền hành, tất cả mọi điều. Để gì? Để tôi được đấng sức giàu cho tôi. Nghe chắc amen. Anh em biết rằng sứ đồ Phaolô cũng đã trả giá không? Sứ đồ Phaolô cũng đã từ bỏ không? Ông nói gì? Vì có đấng Christ, tôi mọi điều lời của tôi là lỗ. Amen. Amen. Hầu cho tôi được đấng Christ. Tôi coi mọi điều như rơm rác. Anh em, đây là một câu chốt tại sao chúng tôi chưa tin chúng ta. Bởi Ngài nhìn thấy chúng ta còn có tiền hơn Ngài. Tôi đã nói rồi trong cái gì? Đó là sự cám dỗ thứ hai. Mà cũng bị cám dỗ đến cám dỗ Chúa Giêsu. Tôi đã kêu gọi thánh đất đai cầu nguyện cho chính mình và cầu nguyện cho hội thánh ngày hôm nay. Đó là đi chạy theo chủ nghĩa vật chất, phải không ạ? Có phải không ạ? Anh em bao nhiêu người cùng nhớ sự đó? Và lời đó như lời tri thức, lời đó như sự tiên tri. Anh tại sao có nhiều người Chúa sức giàu cho con, Chúa dùng con, Chúa nghe, nhưng ta Chúa không thèm đưa ra để sức giàu, để ban ơn hoặc để vù cho chúng ta. Tại sao? Bởi vì Chúa thấy chúng ta, vì Chúa đánh dò sẽ công trí và thử nghiệm trong lòng. Ngài biết hết. Bề ngoài chúng ta có vẻ đạo đức lắm. Bề ngoài chúng ta có vẻ là cơ đốc nhân, tôi gọi là có vẻ thôi nha. Những bức tranh người ta vẽ con người, có hình dáng con người. Amen. Nhưng không có trái tim. Amen. Tôi thấy Ngài đã có nhiều cơ đốc nhân mang danh là cơ đốc nhân đi nhà thờ giống như hình vẽ vậy thôi. Họ mặc đồ đẹp đi nhà thờ, nhưng trong đời sống họ không có Chúa Giêsu. Phaolô là một con người đã trả giá. Và Philip đoạn 3, ông đã tuyên bố điều đó. Ông coi mọi điều như là rơm rác. Ông coi lời lỗ. Amen. Chúng ta ngày nay thì ngược lại. Chúng ta coi lỗ của mình phải lời. Amen. Chúng ta biết điều đó 10 mới là sai. Là không đền đồng Chúa. Chúng ta vẫn làm. Thì coi cái lỗ đó như là cái lời của chính mình, đúng không ạ? Amen. Và tôi có nói. Đừng đánh đổi Chúa lấy bất cứ điều gì. Và tôi có hát bài hát của một sư Chico. Bởi vì ông đã, khi người sáng tác đã về nước Chúa, đó là sẽ không đổi Chúa để lấy cái thứ điều gì,
bạc vàng có nghĩa gì, amen. Sẽ không bao giờ để mất Ngài, hallelujah, amen. Anh em yêu của tôi, sư đồ Phaolô đã trả giá và ông đã được sự giàu. Đến độ cái áo của ông đắp lên quỷ ám thì con quỷ đó phải hét lên và ra khỏi người nó là bị ám, phải không ạ? Phi-rơ cũng đã trả giá. Ông không dám bỏ Chúa nữa. Ông không dám sống xối trá và giả hình nữa. Nói chung là sứ đồ Phi-rơ, sứ đồ Phao-lô là hai đệ tử của Ngài sau khi Chúa thăng thiên về trời. Các amen. Amen. Phi-rơ trước khi Ngài thăng thiên về trời, ông là một người cực kỳ yêu đuối. Nhưng sau khi Ngài thăng thiên về trời và đặc biệt trong ngày lễ cuối tuần, ông đã nhận được Đức Thánh Linh. Các amen. Bởi vì Chúa bắt đầu nhìn thấy ông thắng hơn sự cám dỗ, đó là bỏ đánh cá và quay trở lại sự kêu gọi hầu việc Đức Chúa Trời. Tôi chị amen. Trời nói chị amen. Anh em biết là nó nhiều con cái của Chúa, nhiều người phục vụ Chúa. Tôi xin lỗi nó ra điều này. Họ chỉ đến nhà thờ ngày Chủ nhật. Còn thứ hai, thứ bảy là họ làm ăn. Tôi suy nghĩ mà lòng tôi đau lắm. Họ trang bày cho Chúa đúng ngày Chủ nhật thôi. Còn ngày thứ hai đến ngày thứ bảy là họ có kế hoạch, họ có chương trình để làm tiền thêm tiền, kinh doanh đất đai, mua vàng, tích trữ đô la, buôn bán xe cộ, buôn bán nhà cửa, và họ chỉ đến với bài chiên vào ngày Chủ nhật. Chúa nhìn thấy sứ đồ Phi-rơ ăn năn, amen. Ông không dám đánh cá nữa, ông không dám làm ăn nữa, cho tôi nghe chị, amen. Và thân của Chúa đã đến trên Phi-rơ, cho tôi nghe chị, amen. Trong 10 ngày kia cầu nguyện trên phòng cao, thân của Chúa đã đến với Phi-rơ, amen. Trong 3 ngày kia kiên uống của sứ đồ Phao-lô trong công vụ đoàn chiến, khi ông đến đường Đa-mách, ông bắt bớ đạo Chúa Giê-xu. Ông bắt tất cả những tín đồ ai thừa nhận Giê-xu là Chúa, ông bắt hết. Ông đánh đập họ, ông được quyền của giáo quyền để quốc Lâm Mã và giáo quyền do Thánh Giáo. Và ông đánh đập những người theo Chúa Giê-xu thừa nhận Ngài là Chúa của họ. Ông bỏ tù họ và trên đường đến Đa-mách, một ánh sáng từ trời chiếu trên gương mặt của ông tái ngã xuống. Amen. Và không tiếng phán ông rằng hỡi Sao-lơ, Sao-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Bắt đầu sự kiếm nhường tột cùng trong cuộc đời lần đầu tiên mới có ở trong Sao-lơ, đó là lại Chúa là ai? Tiếng phán trả lời cho Sao-lơ rằng ta là Giê-xu mà ngươi đường bắt bớ đây. Và chúng ta biết bắt đầu từ giờ phút đó, cuộc đời Sao-lơ bắt đầu chuyển qua một trang mới. Ông chỉ có 3 ngày kiên ăn kiên uống thôi, ông không kiên ăn 40 ngày. Ông chỉ có 3 ngày kiên ăn kiên uống thôi ở tại thành Đa-mách. Sau 3 ngày đó, Chúa sai chấp sự Ananias đến đặt tay cho Sao-lơ và ông đã được đầy dậy Đức Thánh Linh. Cho tôi nghe chưa anh em? Điều gì vậy anh em? Chỉ có 3 ngày thôi. Những 3 ngày đó là 3 ngày rất đặc biệt cho Sao-lơ. Ông đã bắt tới 3 ngày đó hạ mình nằm dưới sự diện của Chúa Thánh Linh. Cho tôi nghe chị amen. Khóc lóc ăn năn về những điều gian ác, bất nghĩa, bất chính, về say máu cơ đốc nhân. Ông đã hạ lòng xuống chỉ có 3 ngày thôi anh em. Và cuộc đời của Sao-lơ đã lột xác và trở thành Phao-lô đầy quyền năng của Đức Thánh Linh, đầy sự sức dầu của Đức Thánh Linh. Amen. Anh ta nhìn lại Luca đoạn 3. Từ câu 1 đến câu 13, Chúa Giê-xu đã thắng sự cám dỗ 3 lần. Chúng ta chắc chắn. Amen. Amen. Và ta thấy rằng Ngài được đầy giải thân tại bờ sông Giô-đan trong lúc bắt tên. Rồi Ngài đầy giải thân xong, Ngài không thành thức phụ liền. Ngài được thân của Chúa dẫn vào đồng vắng. Tại đó, Ngài bị cám dỗ. Nhiều tôi đã giải thích điều này rồi, nhưng có nhiều người nghe mà không để tâm vào. Đồng vắng, đó là những lúc chúng ta thiếu tiền bạc, chúng ta rất dễ bị cám dỗ cờ bạc.
vắng vì tình cảm chúng ta nó hoang vu quá. Chúng ta có chồng mà không như không có chồng, có vợ như không có vợ. Và con quỷ của sự cám dỗ bắt đầu đến, nó đưa những người phụ nữ khác đến, nó đưa những người đàn ông hấp dẫn đến, và cuối cùng đã có nhiều người ngã quỵ ở chỗ đó. Đó là cái đồng vắng, là cái nơi chỉ có gai góc, chỉ có cát, chỉ có khí hậu khắc nghiệt, là hình ảnh cho những sự thiếu thốn cùng túng trong cuộc đời của tôi và anh em. Amen. Với chức vụ của tôi giúp đỡ cho điều này, bước vào năm thứ 28, thì tôi kính thưa hội thánh, đã có nhiều em được ơn lắm, nhưng họ đã không biết cái đồng vắng, họ đã không kính sợ Đức Chúa Trời, họ đã ngã quỵ bằng cách tìm việc làm trở lại. Họ có sự kêu gọi đàng hoàng, họ trở lại với lối sống giả dối, họ trở lại với nếp sống cũ. Họ đã từng sống bằng cái miệng, và bây giờ họ dùng cái miệng đó cũng lừa đảo người khác và tiếp tục. Và Chúa sẽ không bao giờ còn vận hành trong con người đó nữa. Amen. Amen. Và bây giờ chúng ta nhìn thấy câu 14 của đoạn 4 Luca là gì? Sau cái ngày thắng sự cám dỗ, có thiên sứ đến hầu hạ ngài, và ma quỷ tạm lìa bỏ ngài thôi. Thì câu 14 nói Đức Chúa Jesus trở về miền Galilee trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Amen. Anh em để ý giùm tôi điều này. Quyền năng của Đức Thánh Linh chỉ có trong cuộc đời của Chúa Thế Giêsu, khi và chỉ khi Chúa Giêsu đã để cho Đức Thánh Linh tin ngài. Cho ta amen. Tôi muốn nói cách khác, đó là Đức Thánh Linh đã bắt đầu tin Chúa Giêsu. Amen. Đó là trong những sự cám dỗ. Chúa Giêsu không phạm tội, cho ta amen. Đức Thánh Linh có ở đó không anh em? Đức Thánh Linh có ở đó. Ngài biết hết. Ngài biết hết. Ngài đầy dạy Đức Thánh Linh. Anh em có nhiều người trong phòng nhóm họ đầy dạy Đức Thánh Linh. Trong giờ cắm trại họ đầy dạy Đức Thánh Linh. Trong bộ nhóm bồi linh họ đầy dạy Đức Thánh Linh. Nhưng về nhà họ không có quyền phép của Đức Thánh Linh. Có những anh em đã từng hầu vì Chúa, đã từng giúp đỡ cho người khác, nhưng họ không có quyền phép hay là quyền năng của Đức Thánh Linh. Tại sao? Bởi vì họ đã phạm tội trước những sự cám dỗ khác nhau. Amen. Mà Chúa cho phép xảy ra. Người Việt Nam có một câu lửa thử vàng, gian năng thử sức. Như tôi nói, dầu của Chúa Thánh quý lắm, hỡi hội thánh. Quyền phép của Thánh quý lắm, hỡi hội thánh. Và Ngài là Đức Chúa Trời mà con gốc sáng hôm nay chúng ta đã trả đó. Ngài không phải là Chúa của sự loạn lạc. Amen. Amen. Ngài không phải là Chúa của sự bắt kéo. Ngài không phải là Chúa của sự lộn xộn. Dầu của Ngài rất quý. Quyền năng của Ngài rất quý. Ngài không sức bừa bãi cho một con người sống trong tội lỗi. Amen. Ngài không ban quyền phép của Thánh Ngài cho một đời sống ô uế, bất khiết và thích mùi tội lỗi hơn là mùi thơm của sự nhận biết đơn rinh. Anh em hiểu này không vậy? Và đây là cái điều mà Chúa thích. Chúa giải thích cho tôi và tôi phải trả cái giá. Tôi đến với Chúa xin sức dầu cho con, xin ban quyền phép của Ngài cho con. Chúa nói ta tin con chứ gì. Cái giá của con trả để được hai điều đó ở đâu? Anh em ta sống trên trần gian này, ta muốn mua cái gì chúng ta phải trả giá phải không ạ? Cái gì trên gian này chúng ta có, nó đều có cái giá của nó. Amen. Chiếc điện thoại nó có cái giá của nó, chiếc xe nó có cái giá của nó, chiếc áo cho con của mình nó có cái giá của nó phải không ạ? Amen. Cái điều mà Bình Phước này đầy dạy đó là mũ cao su nó cũng có cái giá của nó phải không? Vâng. Xong, trả lời nha. Sầu riêng nó cũng có cái giá của nó phải không ạ? Chôm chôm nó cũng có cái giá của nó phải không ạ? Thì anh em, chúng ta nghĩ làm sao mà chúng ta đun cái đầu mình vào và nhờ những người khác tái cầu nguyện, trong khi đó đời sống của chúng ta vẫn vũ như cẩn, là vẫn như cũ, vẫn chưa từ bỏ, vẫn sống bừa bãi, vẫn sống lộn xộn, vẫn sống bát nháo, vẫn sống không như công thánh chúng ta vượt. Đó là Ngài không phải là Chúa của sự loạn lạc, bằng là Chúa hòa bình. Amen. Hãy làm như
của các thánh đồ. Anh em, hội thánh là của các thánh đồ, chứ hội thánh không phải là của các côn đồ. Amen. Tôi thấy ngày nay có nhiều người vẫn đi hội thánh, nhưng mà nếp sống của họ cực kỳ côn đồ. Cách ăn, tiếng nói, việc làm của họ, nó không bày tỏ một thánh đồ. Nó vẫn còn cái mùi của côn đồ. Tôi chưa bao giờ thấy vàng thau lẫn lộn nhiều lắm trong nàng dâu của Đức Chúa Trời, qua hội thánh của Chúa trên khắp thế giới này. Anh em yêu của tôi, thế thì Chúa Giêsu, Ngài còn phải trả một cái giá để Đức Thánh là đấng đầy dạy trên Ngài tại bờ sông Giô-đan, và cũng là Đức Thánh đó dẫn Ngài vào đồng vắng để chịu cám dỗ. Amen. Để thử coi Adam thứ nhì này nè có bị cám dỗ không. Amen. Anh em biết rằng Chúa Giêsu là cây sự sống không? Ba người biết Chúa Giêsu là cây sự sống. Còn duy nhất bởi Ngài mà chúng ta có sự sống mà thôi. Không có một giáo chủ nào trong trần gian này có sự sống. Thích Minh Tuệ không là Chúa của sự sống. Amen. Chúa Giêsu được sự giàu để đi từ chỗ này qua chỗ kia, làm phước và chữa lành mọi thứ tật bệnh và giải cứu những người bị ma quỷ thích và không mà. Chúa Giêsu không bưng nồi cơm để xin cơm của người khác. Chúa Giêsu không làm cái điều gì để người ta đi theo thần tượng. Chúa Giêsu không. Chúa Giêsu chỉ đi làm cái điều giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời. Và tôi ước ao cuộc đời của tôi là như vậy. Và đến lúc đó tôi phải trả cái giá. Amen. Amen. Bây giờ chúng ta nhìn vào, chúng ta thấy rất rõ. Sau khi Chúa Giêsu đã thắng sự cám dỗ, thì Ngài trở về miền Galilee trong quyền năng. Như vậy, nếu tôi và hội thánh của Chúa không đắc thắng sự cám dỗ, thì chúng ta có quyền năng của Đức Thánh Linh không? Sao nên trả lời yếu quá vậy? Có nghĩa là không có quyền năng đến mức độ không còn quyền năng để trả lời là không hay là có. Anh em, ngày đó tôi sợ tôn giáo lắm. Tôi luôn cầu nguyện nó, xin Chúa đừng để con làm việc tôn giáo, hãy cho con trở thành đầy tớ của Chúa Thế Giêsu. Tôi sợ. Tôi giảng mà không có sự sức giàu của Chúa. Amen. Tôi rất là ngại. Tôi nói tiếng Anh quyền phép, mà chức vụ của tôi chẳng có quyền phép gì cả. Tôi lập lại một lần nữa. Nếu Chúa Giêsu không đắc thắng sự cám dỗ, thì Ngài trở về Galilee, Ngài có quyền phép không? Không bao giờ có. Thế thì tôi và anh em sẽ như thế nào đây? Ai chúng ta cần quyền phép của Chúa? Có những người trưng dẫn câu công vụ đoạn 1 câu 8, nhưng khi Thánh Linh giáng trên các con nhận quyền phép. Amen. Các con nhận quyền năng làm chứng về ta tại Jerusalem, Judea, Samaria, cho đến cùng trái đất. Tôi nói amen, đúng rồi. Có nhiều anh em, có nhiều người thế hệ trước tôi đã từng đầy dạy Đức Thánh Linh ở tại khu vực này, những ngày đó tôi tìm họ sống trong sự đầy dạy Thánh Linh không còn nữa, không còn nữa. Tôi tìm những con người đã từng trả giá bị bắt bớ, kêu lên kêu sống vì phúc âm, và lúc đó họ trả giá, họ không sợ hãi gì cả, họ được sức giàu, họ được quyền năng Thánh Linh để cầu nguyện chữa lành, để giải cứu người khác. Vì cái đó chúng ta nhìn vào hội thánh địa phương của chúng ta đi, hỡi những người sắc tộc City, hỡi những người kinh ở tại khu vực này, những người sắc tộc Stien, hãy nhìn lại những lời Chúa của sắc tộc Stien, hãy coi lại, và những tôi tớ của Chúa đang theo dõi sắc tộc, hãy coi lại. Có thể trước đây chúng ta đầy quyền phép của Thánh Linh, có thể chúng ta đã dạy sức giàu của Chúa, nhưng bây giờ chúng ta không còn gì nữa cả, không còn gì nữa cả, vì chúc men làm dậy cả đống bột. Tội lỗi phá hủy sự sức giàu, làm tôi mất sự vinh điển của Chúa Trời. Amen. Amen. Hụt mất sự vinh điển hay là tiêu mất sự vinh điển, có nghĩa là hầu việc Chúa vẫn còn là người hầu việc Chúa, vẫn người ta chào mình là người hầu việc Chúa,
nhân sơ, nhưng thiếu mất sự sức giàu của Chúa, thiếu mất quyền năng của Đức Thánh Linh cho các anh em. Thiếu. Bây giờ hầu Chúa với cái xác không nè, một cái xác vô hồn, vẫn giảm. Những hội thánh bắt đầu yếu dần đi, yếu dần đi. Đời sống chức vụ của những người bị Chúa đó cũng vậy, yếu dần đi, mệt mỏi dần đi, và đi làm nhiều hơn là tìm kiếm Chúa. Bây giờ chúng ta nhìn thấy quyền năng của Đức Thánh đã làm điều gì cho Chúa Giê-xu vậy? Tôi muốn đọc từ câu 15 nhé. Xin lỗi, câu 14 phần bề. Và danh tiếng Ngài vang lừng khắp miền lân cận. Anh em, Chúa Giê-xu có 30 năm ẩn giật phải không ạ? Cho tôi nghe chào nè. Và ai đọc Kinh Thánh trong 30 năm đó, danh tiếng của Ngài được đồn ra nào? Có không? Không chỗ nào nói là danh tiếng của Ngài trong 30 năm đó được đồn ra cả. Nhưng mà khi Ngài có quyền phép của Đức Linh, Ngài trở về, bắt đầu từ đó, quyền năng của Đức Linh đã làm đến sự khác biệt trong cuộc đời của chúng tôi thấy về sự này. Đó là qua Ngài, cảm bộ được thấy. Tâm nói được này. Chết sống lại, hallelujah. Chỉ còn 5 cái bánh, 2 con cá nuôi 5,000 người ăn. Làm sao mà danh của Ngài không được vinh hiển, không được đồn ra? Xin chúng ta sẽ nói điều này. Những cái điều tôi muốn nói anh em thấy này, quyền năng của Đức Thánh đã làm nên sự khác biệt cho con người Giê-xu. Câu 16, Đức Giê-xu đến thành Nazareth, là nơi dựng dục Ngài. Anh em để ý câu này, theo thói quen. Ồ, 30 năm ẩn chất của Chúa Giê-xu chất chứa trong câu 16 này, đó là theo thói quen vào ngày Sa-bát, Ngài đến nhà hội. Cho tôi nghe anh em, 30 năm trước Ngài bước vào chức vụ, Ngài đến ngày Sa-bát, Ngài cứ đi vào đền thờ của người Do Thái. Cho tôi nghe anh em, Ngài vẫn đi nhà thờ, nhưng Ngài không có quyền phép gì cả. Ngài vẫn đến nhà thờ vào ngày Sa-bát theo thói quen. Và ngày hôm Ngài có quyền phép Đức Thánh đó, Ngài cũng theo thói quen đến nhà thờ cho tôi chạm. Nhưng ngày hôm đó, quyền phép Đức Thánh đã làm cho cuộc đời của Chúa Giê-xu trở nên tuyệt đẹp. Amen. Amen. Trước đó, chưa thắng sự cám dỗ, Ngài không có quyền phép, Ngài vẫn đọc kinh luật. Nhưng ngày hôm đó, quyền năng Đức Thánh có đời sống của Ngài. Và có một người trao cho Ngài quyển kinh luật Ê-sai này. Ngài dỡ ra trong sự chẩn dắt của quyền năng Đức Thánh trúng Ê-sai 61. Cho tôi nghe chị amen. Và câu 18 nói gì? Thánh Linh của Chúa ngự trên ta. Anh em thấy không? Được quyền phép Thánh Linh và được Thánh Linh ngự đến, hai điều này khác nhau. Cho tôi nghe chị amen. Và trước khi tôi nói về Thánh Linh ngự đến, tôi nói về quyền năng của Đức Thánh làm đến sự khác biệt. Sau này có bao nhiêu người ở đây, chúng ta cũng theo thói quen là cứ chủ nhật chúng ta đến điểm nhóm này để cùng hiệp một với nhau trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng mà đời sống ta không có sự đột biến gì cả. Đời sống chúng ta chẳng có một cái gì được thay đổi cả. Chúng ta vẫn còn mang họ vũ như phẩm, vẫn như cũ. Chúng ta chỉ mang tôn giáo với hai chữ tin lành. Nhưng mà đời sống của chúng ta chẳng trải nghiệm gì về quyền năng của tin lành cả. Sư phụ lôi một người đã kinh nghiệm được quyền năng Đức Thánh Linh, vì ông đã trả giá và ông nói gì? Tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi cái tin lành. Ông không nói tin lành là đạo, làm cái đạo, đạo làm lần. Ông không nói tin lành là một cái tôn giáo, tin lành là của giáo phái, không. Ông nói tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi cái tin lành. Ai là người tin Chúa Giê-xu thật lòng, người đó sẽ kinh nghiệm quyền phép của sự biến đổi. Cho tôi nói cho amen. Phúc âm hay là tin lành của Chúa Giê-xu, đó là có quyền năng để biến đổi con chó sói trở thành công cường. Trong hội thánh của Chúa được nói là bầy chiên phải không ạ? Vẫn có những con chó sói đội lót chiên ở trong phòng nhóm. Tôi nói đấy đừng giận tôi. Nhưng tôi nói trong quyền phép của Đức Thánh Linh có những con chó sói đội lót chiên. Họ không phải chiên thật, vì bản chất của họ vẫn là sói, phải không ạ? Họ chưa thành chiên. Chúng ta nghiêm túc đi. Chúng ta phải đi theo dấu chân của Chúa
Chúa Giêsu. Ngài theo thói quen đi vào nhà hội có thể suốt 30 năm đó. Nhưng chỉ có khi Ngài đã thắng sự cám dỗ, Ngài trở lại với Nazareth. Amen. Và Ngài làm cho mọi người nhìn chăm xem nhìn Ngài. Có câu đó không anh em? À, có câu đó không anh em? Hả? Chúng ta nhìn câu 2 đó. Mọi người đều làm chứng tốt về Ngài và kinh ngạc trước những lời đầy ân huệ từ miệng Ngài. Và họ nói gì? Chẳng phải người này là con của Joseph sao? 30 năm họ biết rất rõ, những người tại Nazareth biết rất rõ Giê-xu là con Joseph, con của người thợ mộc. Amen không ạ? Họ không tin Giê-xu là con của Đức Chúa Trời. Họ không tin về câu chuyện Chúa Giê-xu giáng sinh. Có thể nhiều anh em ngồi đây, chúng ta vẫn có một cái loại vô tín đó. Mình đi đi vậy thôi, nhưng mình không có tin Chúa Giê-xu đến để cứu mình ra khỏi tội đâu. Mình không có tin Chúa Giê-xu đến để chịu trách nhiệm tội cho mình đâu. Và ta có nhìn vào đời sống của những con người đó, ta biết rằng tại sao không thay đổi. Bởi vì họ có tin đâu mà chúng thay đổi họ. Amen. Và rồi chúng ta nhìn thấy mọi người để làm chứng tốt có thể 30 năm. Chúa Giê-xu theo thói quen đi nhà thờ. Vẫn là con người Giê-xu đó. Amen. Amen. Vẫn là con người đó. Nhưng mà cái ngày hôm Ngài có quyền phép, Ngài đắc thắng sự cám dỗ, Ngài trở về lại với hội thánh, với nhà của chính mình, Ngài xuất hiện một cái làm cho nhiều người con mắt họ bắt đầu trầm trồ và ngắm xem phải không ạ? Ô sao Giê-xu? Có phải là Giê-xu con người thợ mộc không? Tại sao ngày nay khác quá vậy? Tại sao giọng đọc kinh thánh không còn giọng đọc như trước đây nữa? Amen. Đây dãy quyền phép của Đức Thánh Linh, đây dãy sức dầu của Đức Thánh Linh cho tôi nghe chị. Amen. Anh có tin rằng khi tôi nghe em hát, người hướng dẫn tôi biết người đó được sức dầu không? Và khi tôi nghe em chẳng, tôi nghe tôi có thể biết sự đó được sự giàu và con người đó đang được Chúa dùng để chuyển tải lời của Chúa Trời không? Không. Với cái ý mà tôi đang chia sẻ cho anh em ở đây, quyền năng của Đức Thánh Linh sẽ khai phóng khi ta có Đức Thánh Linh, có quyền năng của Ngài trong đời sống của mình, quyền năng ấy kích hoạt cho tôi nghe chị. Amen. Và chúng ta trở thành một con người khác, giống như chiếc xe hơi hay chiếc Honda, tất cả đều có bộ máy phải không ạ? Nó không được kích hoạt bằng cách là chúng ta đề nó lên, chúng ta start nó lên, nó vẫn là cục sắt nằm ở đó vô dụng phải không ạ? Amen. Nhưng mà khi ta lên xe, chúng ta kích hoạt nó bằng cái công tắc kích hoạt, bắt đầu tạt ra, xe bắt đầu chuyển động và đưa chúng ta đi. Tôi nghe chị. Amen. Ngày hôm nay có những người không được quyền năng thân linh của Chúa kích hoạt trên đời sống của họ. Tôi nói em là sống dưới mắt cá. Vì cái mức độ mà lộ trong trong sống của Chúa là tới mắt cá. Amen. Nhưng có nhiều con cá của Chúa sống đáng thương lắm, sống dưới mắt cá. Có người mang tiếng nói phục vụ Chúa nhưng đời sống của họ dưới mắt cá, tức là họ chưa đạt đến cái mức độ nào mà Đức Thánh đòi họ. Amen. Họ không bước được với Đức Thánh Linh. Anh em yêu của tôi, Chúa Giê-xu làm cho người Do Thái, dân tộc của Ngài ở tại Nazareth giúp mình, bởi vì họ thấy sự khác biệt trong Ngài. Amen. Tôi không nhìn thấy anh em lúc thập phượng đâu, mà tôi muốn nhìn thấy sự khác biệt của anh em khi ở đây hoặc là ở tham gia cộng đồng. Cho anh em. Hallelujah. Tôi thấy có những anh em và phòng nhóm thì tỏ mình là ai, nhưng khi rời phòng nhóm tôi để ý và tôi thấy wow, họ vẫn là vậy thôi, họ không có gì khác biệt cả. Bởi vì rất đơn giản, họ chưa có nhận được quyền năng của Đức Thánh Linh. Phêrô nhận được quyền phép Đức Thánh Linh và ông đã làm nên sự khác biệt cho tôi. Chào em. Ông giảng 3.000 người tin Chúa. Ông là người dốt không? Ông còn dốt không? Duy nhà mình nữa. Duy còn nói tiếng Anh tốt mà tôi không hiểu là mấy mấy giờ tôi không hiểu. Một số ta từ điển thì không có cái từ đó. Anh em, Phêrô còn dốt hơn Duy nữa. Nhưng mà quyền năng của Đức Thánh Linh, hello, đặt đầy dạy trên ông, ông giảng bài giảng có 3.000 người tin Chúa. Tôi là một người quyết định đó, anh em, không tìm kiếm bằng cấp cho mình. Tôi đã quyết định rồi, tôi không tìm
Anh em, Chúa Giêsu là Chúa là chủ. Thì với sự hiện diện của Chúa Giêsu trong đời sống của mình, thu hút Đức Thánh Linh để cho ngài trả ngay. Giống như hoa, nếu hoa không có màu sắc, không bao giờ thu hút được con ong. Cho tôi nghe trả mấy. Và Đức Thánh Linh được nói đến là con ong trong Châm Ngôn đoạn 8, khi ngài tạo dựng nên quả đất, ta là con ong thờ. Amen. Amen. Anh em, tôi và anh em phải có mùi thơm của nhận biết đấng Christ qua Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu được nói đến như là mùi thơm cho tôi nghe trả mấy. Và con ong nó có khứu giác, nó có con mắt để phát hiện cái màu sắc của loài hoa từ sắc tài nhé. Và hương hoa, màu sắc của hoa thu hút ông đến. Có một cái đó, nếu Chúa Giêsu thật sự sống trong tôi và anh em, ngài là Chúa, là Chúa trong cuộc đời của này, trước khi sự cám dỗ, chúng ta sẽ thu hút lên đến đây dạy cho chúng ta. Tôi dạ anh em. Thế thì trước khi chúng ta đi qua email, tôi muốn hỏi anh em, ba người ở đây đừng giơ tay nhé. Thay vì giơ tay, hãy đặt một tay lên lòng của mình, cúi đầu xuống trước sự hiện của Chúa và tự đặt câu hỏi này. Đó là những ngày qua con đã có mùi thơm của sự nhận biết đấng Christ chưa? Con đã có sự hiện diện của ngài chưa? Con đã để ngài làm Chúa, làm thánh trong đời sống của con chưa? Như Phêrô đã từng tuyên bố, ông tôn Chúa Giêsu Christ là Chúa, làm thánh trong đời sống của mình. Anh em, nếu chúng ta chưa tôn cao Chúa Giêsu Christ là Chúa, đời sống của mình đẹp nè, không phải chỉ ngài là Chúa trong giờ lời khen, không phải chỉ ngài là Chúa trong giờ sinh hoạt thánh kinh hệ của thiếu nhi, không phải là buổi nhóm của thiếu nhi thanh niên mà thôi, nhưng ngài phải là Chúa của đời ta một ngày. Cho tôi nghe chữ amen. Cho tôi nghe chữ amen. Dù tôi giảng hay không, tôi không giảng, đời sống tôi bên ngoài phải thu hút sự nhiệt của Đức Thánh Linh này amen. Cho nên mỗi lần tôi mở mắt ra là tôi khác. Sáng tôi dậy sớm hơn lục đình 2:30 tôi thức giấc rồi. Tôi làm gì đây? Tôi bắt đầu thờ phượng Chúa. Tôi bắt đầu cầu nguyện với Chúa. Tôi bắt đầu xin gặp Kinh Thánh. Và tôi biết rằng Ngài đang ở trong phòng của tôi và đang theo dõi tôi. Amen. Tôi phải thu hút Ngài bằng cái đó. Hallelujah. Amen. Thế thì anh em, chúng ta tìm được câu trả lời tại sao Đức Thánh không đại dạy cho chúng ta. Bởi vì khi Ngài thấy chúng ta, Ngài cũng đã đứng dò xét trong trí thương trong lòng. Đến nỗi cái này ngài còn dò đến tư tưởng của Chúa Trời luôn. Thì cái đó có những người có thể lấy người các cầu nguyện, nhưng chẳng có điều gì xảy ra cho người đó cả. Vì Đức Thánh Linh không thèm đến với họ, bởi vì ngài được gọi là rượu mới. Amen. Thì phải đến với bầu giá mới. Bây giờ ta đến ý nghĩa thứ hai ở tiếp Luca đoạn 4. Và ta nhìn thấy điều gì khi ngài nói quyền phép của Thánh Linh đi cùng ngài về đã sẽ và ngài nói Đức Thánh Linh của Chúa ngự trên ta. Amen. Ngự trên nào, hình ảnh nào vậy? Chỉ một câu thôi. Amen. Hallelujah. Chỉ một câu tại bờ sông Giô-đan. Amen. Và gì nữa? Ngài nói vì ngài đã xuất dầu cho ta. Anh em thấy quyền phép Đức Thánh Linh và sự xuất dầu, hai lĩnh vực này khác nhau, nhưng là hai lĩnh vực mà tôi và em cần phải có. Anh biết trong đời cựu ước, thần của Chúa từ sáng thế kỷ đoạn 1 đến trước đoạn 6 là thần của Chúa ở trong loài người luôn. Nhưng sau khi tai nạn của Noe đến sáng thế kỷ đoạn 6 thì Kinh Thánh Chúa nói chúng ta chở ra sáng thế kỷ đoạn 6 chúng ta bắt gặp được cuộc thánh này. Sáng thế kỷ đoạn 6, sáng thế kỷ đoạn 6, sáng thế kỷ đoạn 6 nghe thấy được chưa? Sáng thế kỷ đoạn 6 nên chờ tôi một chút nhé. Sáng thế kỷ đoạn 6 câu số 3, Đức Giê-hô-va phán, thần ta sẽ không ngự trị mãi trong lòng loài người vì họ chỉ là xác phàm hay là xác thịt, nơi người chỉ còn 120 năm mà thôi. Anh em thấy không? Chúa đầu Chúa nhìn thấy rõ ràng bản chất của loài người, đó là xác thịt thôi, là nhục dục thôi, là thích sống theo ý của mình thôi. Cho nên Kinh Thánh đã quả quyết và ta sẽ bắt đầu từ chỗ này.
là một người phải có hai dấu ấn. Thứ nhất là Thánh Linh của Chúa phải ở trên con người thay thế đó, amen. Thứ hai là người đó phải được sức giàu, tôi nói đi, amen. Cái vụ thứ nhì trong cựu ước đó là tiên tri, cũng vậy phải có Đức Thánh Linh, amen, và phải được sức giàu, tôi nói đi, amen. Thứ ba, một vị vua trong đời cựu ước cũng vậy, đã là vị vua được lập nên phải được sức giàu và phải có Thánh Linh, hay còn gọi là thần của Đức Chúa Trời, amen, amen. Như vậy ta thấy Chúa Giêsu đến, ngài là vua của một vua, ngài có Thánh Linh, amen, amen, ngài có sức giàu, amen, ngài cũng là một tiên tri cho tôi nghe chị, amen, cho tôi nghe chị, amen, và ngài cũng là một thầy tế lễ cho tôi nghe chị, amen. Anh em, và tất cả những điều này, quyền Thánh Linh, sự sức giàu của Chúa chỉ khi Chúa Giêsu đặt thắng sự cám dỗ. Anh em biết rằng ngài là Đức Chúa Trời. Ta quay trở lại với Luca đoạn 4. Đức Chúa Trời hay là Đức Thánh Linh sức giàu cho Chúa Giêsu với mục đích gì? Câu 18 đó, Thánh Linh của Chúa ngự trên ta vì ngài đã sức giàu cho ta để truyền dẫn tin lành cho người nghèo. Hallelujah. Anh em, ngài đã có nhiều người dùng từ thiện để truyền giảng. Đừng, Chúa Giêsu không dạy ta làm việc đó, cho dù chúng ta phải làm lành, amen, nhưng xin đừng bao giờ dùng cái chuyến làm từ thiện để mà mình kêu gọi họ tin Chúa. Rất dễ họ tin đồ hơn tin Chúa. Ta nghe chị, amen. Và chắc chắn anh em trong trung tâm giải cứu của chúng ta đây biết rất rõ, khi công việc ta làm là không bao giờ chúng ta dùng những cái đồ làm lành đó để đưa người ta đến với Đấng Christ, không bao giờ. Chúng ta chỉ làm việc ở ta bày tỏ tình yêu của Đấng Christ, amen, vô điều kiện. Hallelujah. Cho nên em người nghèo, thế em người nghèo dễ tin Chúa hay khó tin Chúa? Dễ hả? Đối với tôi không dễ đâu. Người nghèo họ có cái suy nghĩ của người nghèo, amen. Ngày nay mà tôi đến họ, chúng ta nói gì, họ nói gì, ô gặp đạo dụ rồi, gặp thầy đạo dụ rồi, ô gặp tin lành khác rồi, gặp Đức Chúa Trời Mẹ rồi, gặp ô những con người này đã bắt đầu họ cho mình thùng mì tôm, họ bảo mình tin Chúa này, họ cho mình chạy nước mắm nữa, họ bảo mình tin Chúa này, họ cho mình ký các khu xương xanh ở Cần Thơ gửi lên, họ bắt mình tin Chúa này. Anh em, đối với tôi nha, người nghèo không phải dễ tin Chúa đâu. Nếu dễ, Chúa Giêsu không cần phải được sức giàu để dạy cho người nghèo đâu. Anh em hãy để ý và biết rằng tôi rất cần sự sức giàu cũng như Chúa Giêsu để dạy cho người nghèo. Những người nghèo là người nghèo nghĩ đen, và ngay cả người nghèo về tình cảm, người nghèo thiếu về tình yêu ba mẹ, cộng đồng xã hội, anh em không dễ. Tôi làm công tác giải cứu với người nghiện, họ cũng là người nghèo, em nghe. Thì đâu phải người nghiện nào đến đây cũng được giải cứu đâu. Cũng có những người ra về và vẫn hoàn vũ như cẩn, là vẫn như cũ, bởi vì họ không có tấm lòng trước uy quyền của lời Đức Chúa Trời, em nghe. Hallelujah. Và ngài được sức giàu để giải cho kẻ nghèo làm gì nữa? Câu 19, ngài đã sai ta để công bố những người bị giam cầm được phóng thích. Anh em, những người bị giam cầm, những người bị xích xiềng tội lỗi đó, ma quỷ xích cuộc đời của họ, trói cột cuộc đời của họ. Anh em, chúng ta dùng cái gì đây? Chúng ta cần được sức giàu như Chúa Giêsu ở Nazareth đã được sức giàu. Vì cái đó mà khi tôi làm công việc những năm tháng đầu tiên trong mục vụ này, tôi đã bất lực. Trong sự bất lực tôi khóc, tôi đã viết bài hát sáng sớm. Khi tôi viết bài hát này xong thì các học trò trong thời điểm đó đã nói với tôi rằng: ông Moses ơi, cái này chúng tôi định nói mà không dám nói. Khi Moses hát bài hát đó, tôi nhìn mặt Moses như thiên sứ vậy, là họ nói về tôi đó. Tôi biết bài hát gì, có một số ở đây biết, đó là xin sức giàu cho đầu con. Tôi đã viết bài hát đó: lại cha xin sức giàu cho bôi miệng con, cùng đôi tay để tôn thờ Chúa trong quyền năng ngài. Xin Chúa cha sức giàu bằng Thánh Linh và quyền năng ngài, cho con được hầu việc Chúa, cho con được tôn thờ ngài. Tôi tắt trong nước mắt của tôi, bởi tôi biết rằng tôi sẽ không làm được điều gì nếu tôi không có quyền phép của Thánh Linh và có sự sức giàu của Thánh Linh. Amen, amen. Tôi sẽ không làm cái gì được, không người nào được cứu qua sự kêu gọi mà Chúa đã ban cho tôi nếu tôi chỉ có chức danh mà không có quyền phép, nếu tôi chỉ có chức vụ mà không có sự sức giàu của Đức Thánh Linh. Vì cái đó tôi đã òa và khóc với Chúa, và Chúa đã cho tôi viết bài hát đó. Cảm ơn Chúa, bài hát đó ngày nay đã được dịch ra bằng tiếng Anh, bằng tiếng Cambodia,
và bằng tiếng Hàn Quốc. Tôi không biết còn tiếng nào nữa không, tôi không biết, nhưng mà chính tôi đã nghe. Đó là những cái ngôn ngữ mà tôi được nghe họ thờ phượng Chúa bằng đó. Và trong lòng của tôi rất là cảm động. Đó như một lời cầu nguyện của tôi vậy. Xin sức đầu cho đầu con. Amen. Amen. Ngày nó có rất nhiều người học tìm kiếm cái mũ tiến sĩ để đội đầu của họ. Anh em, trong Kinh Thánh không có nói tiến sĩ. Trong Kinh Thánh không có nói về thạc sĩ. Thế gian hóa hết rồi. Và ngày nay có rất nhiều người chạy đi tìm cái mũ đó để đội. Tại chạy đi tìm cái áo đó để mặc vào chụp hình. Khi tôi làm lễ tốt nghiệp trường môn đồ hóa ở miền Bắc, khi ban chấp hành ngồi lại để chuẩn bị tổ chức lễ tốt nghiệp, các thầy ban chấp hành nói tôi gì? Bố ơi, mình cố gắng làm giống như những trường khác đi. Mình có bộ đồ. Tôi nói bộ đồ gì các con? Đồ gì? Thầy khóc cho tôi đi. Thì đồ mặc lễ tốt nghiệp, mũ rồi bố. Đồ áo. Tôi không chịu, các trò tôi phản ứng. Và tôi nói ok. Mấy con muốn không? Bố chiều các con. Các con đi mướn đi. Nhưng ngài nhớ, đừng mướn cách của Chúa, nhưng có thể khiến tôi kiêu ngạo. Ngài nói khối Cơ Đốc giáo của chúng ta chạy theo tìm áo, tìm mũ để đội. Anh em, cái ngày mà Chúa bắt đầu bước vào chức vụ, ngài nói cái gì? Ngài nói cái gì? Ngài nói là Thánh Linh của Chúa ngự trên ta. Chứ ngài không nói rằng là ta là tiến sĩ thần học, ta là thạc sĩ thần học, ta là tổng quản nghiệm, ta là giáo chủ của Tin Lành nước trời. Ta là không có. Mà ngài nói là thần của Chúa ngự trên ta. Và ngày nay tôi cần cái điều mà Chúa Giêsu đã cầm. Mọi người giống tôi. Tôi cần cái điều mà Chúa Giêsu đã có. Thần của Chúa, tôi cần sự sức dầu của Chúa Giêsu mà ngài đã có. Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng ngài đã đủ sự khiêm nhường bởi vì ngài là con. Amen. Ngài cần sự sức dầu đó. Và tôi và anh em là ai mà lại không cần điều này? Hầu thánh yêu dấu, trong những ngày sau rốt này, bao nhiêu người thừa nhận rằng ma quỷ nó lộng hành nào? Thế thì chúng ta cần cái gì nào? Chúng ta cần gì? Chúng ta cần quyền phép. Chúng ta cần sự sức dầu của Đức Thánh Linh. Amen. Chúng ta không cần bằng cấp. Tôi không biết người nào giảng kêu gọi anh em cần bằng cấp. Còn riêng tôi, trong danh của Chúa Giêsu Đấng đã kêu gọi tôi, tôi giảng những điều Kinh Thánh bảo. Hallelujah. Phêrô, ông không có bằng cấp, ông không có chứng chỉ. Giăng cũng vậy. Nhưng họ giảng bài giảng 3.000 người tin Chúa. Họ vào cửa đẹp, có một người què, cửa có cái tên rất đẹp, cửa đẹp, nhưng mà người ngồi tại cửa đó chẳng đẹp chút nào. Amen. Giống như trung tâm tái sanh của mình có tên hai gia đình tái sanh tiếng Anh là family born again, tên hai. Nhưng có nhiều người ở tái sanh nhưng tái mặt không bị tái nạn không chứ chưa tái sanh. Anh hộ tên hộ thánh không nói cho lại, nhưng quyền phép của Đức Thánh Linh và sự sức dầu của Ngài sẽ làm nên sự khác biệt trong tôi và hội thánh của Chúa. Hallelujah, hallelujah. Cho nên em hãy đói khát điều này. Chúa Giêsu tuyên bố thần của Chúa ngự trên ta, còn cả các thầy tế lễ. Cho nên Chúa cũng lên án họ, các ngươi thích mặc áo dài phải không ạ? Không phải không? Các thầy tế lễ có áo dài, các người pha-ri-si có áo dài, rồi các Chúa Giêsu điểm danh họ luôn. Các người thích người ta chào mình bằng thầy ở giữa chợ Trà Vinh. Chào đến một thân là lên một cơn mừng lắm. Thầy thì thầy không chịu mà bố phải chào các bằng lên một thân. Anh em đôi khi ta có những người tôi để khi chưa gọi họ bằng thầy á, họ dễ thương lắm anh em. Họ đơn sơ, họ dễ thương, họ mềm mại. Nhưng khi bắt đầu gọi thầy, ví dụ như thầy Thắng á, thầy Thắng mà đặt ngược lại thằng Thấy, cho tôi thấy toàn những điều đau khổ không? Có nhiều người thích người khác gọi mình bằng thầy. Đối với tôi, ai gọi tôi bằng thằng cũng được, không sao. Cái điều quan trọng là tôi cần có sự sức dầu của Chúa. Amen. Amen. Cái điều tôi cần là cần có quyền phép của Đức Linh để giúp đỡ cho
cho người nghèo, để giải phóng cho người bị ức hiếp, để đem họ ra khỏi cục tù của tội lỗi bằng quyền năng của Thánh Linh và sự sức giàu của Thánh Linh Ngài. Amen. Hallelujah. Và vì cái đó anh em, tôi đang giảng xếp này không có nghĩa là tôi đã đầy dạy quyền phép và đầy dạy sự sức giàu. Tôi chỉ mới một chút chút nào đó thôi, tới mắt cá thôi. Amen. Tôi ước ao hơn, tôi ước cao hơn nữa, để có những buổi nhóm tại sân vận động Bình Long, sân vận động bóng đá đó, để một cái phục hưng đứng đến cho cộng đồng sắc tộc người tiên này. Bởi vì ngày nay họ bị ma quỷ bắt lấy, thế giới vật chất bắt lấy. Amen. Amen. Họ đua đòi vật chất, họ đua đòi về tiền bạc, đua đòi về xe cộ, đua đòi về nhà cửa. Cộng đồng người Việt Nam, người Kinh của chúng ta ở tại Bình Phước này cũng có cơ hội nghe về Chúa Giêsu, mà không phải một Chúa Giêsu của tôn giáo, một Chúa Giêsu được sức giàu bằng Thánh Linh và bằng quyền phép của Đức Thánh Linh. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Cho nên hỡi hội thánh của Chúa, Chúa Giêsu đã làm cho đám đông ngạc nhiên, những con người biết Ngài. Và ở hội thánh, ai ở đây cũng có những người hàng xóm. Phát, con cũng có những người hàng xóm. Tiến cũng có những người hàng xóm biết. Thanh, Trương, Thầy Sơn, Duy, Huy, Hoàng, ai cũng gần chúng ta lắm phải không ạ? Nhưng phải đáp ứng điều này. Họ không ngạc nhiên khi chúng ta đi một chiếc xe đắt tiền 3-4 tỷ đâu. Ngày nay tôi thấy những người chung đi chiếc xe đắt tiền thôi là chuẩn bị vay nợ đó. Nếu dặn gì đến gặp tôi đó, họ đừng cho coi cái giấy tờ nhà coi có còn không. Đôi khi dạy một sư vợ em giữ, nhưng mà đôi khi nó láo thì cầm trong ngân hàng mất rồi. Có những người đã như vậy đàm chứng trước cổ thánh rằng Chúa đã cho họ chiếc xe. Còn đối với tôi thì khác. Giấc mơ của tôi 11 năm và Chúa cho tôi thấy sẽ có một người cầm chìa khóa đến giao cho tôi và nói là Chúa bảo tôi làm điều này cho thầy. Và điều đó đã xảy ra. Đúng là cầm chìa khóa đến, cầm giấy tờ xe đến. Amen. Và dâng cho Chúa và chức vụ của tôi. Tôi không bao giờ anh lên mạng phiếu trên tiền xăng, trên tiền dân nghiệp để tôi sửa xe hoặc một xăng đi. Nhưng có nhiều người làm công việc này. Mà tôi mà thiếu tiền tôi dễ lắm. Tôi đến gặp thầy tố tiền đâu đầu tiên đó. Chị nói là hiểu nhau rồi. Đến chờ làm thầy tố nó già con hết xiền rồi. Thì thôi mà đi hôm ra mà về hoặc đi bổ. Nhưng mà chưa nào thầy tố lần nào tôi tới của chủ đề tôi phải đổ đức làm vô bố, Chúa bố quyền năng, bố cầu nguyện đi. Anh em yêu dấu của tôi, Chúa đã trở nên một con người khác biệt nhờ quyền phép của Đức Linh và sự sức giàu của Đức Linh. Thế thì sáng nay, bao nhiêu người ở trong căn phòng này, chúng ta muốn mình cũng trở nên một con người khác biệt. Là đừng tốt mà trở thành xấu là nó khác biệt không? Theo ý đó. Nhưng mà xấu, tiêu cực trước đây, nhưng sẽ trở nên một con người wow. Ai cũng ngạc nhiên, bởi vì Kinh Thánh có nói, chúng ta tiếp tục đoạn 4 này, rồi nó sẽ kết thúc. Đoạn 4 này nói gì? Câu 32, mọi người đều kinh ngạc về sự giảng dạy của Ngài, vì lời Ngài đầy uy quyền. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Rồi gì nữa anh em? Câu thứ 36. Mọi người đều sợ hãi nói với nhau. Đạo gì vậy? Anh em, chúng ta phải làm thế nào để người khác cũng nói, ủa chứ anh theo cái tôn giáo nào mà lạ quá vậy? Tại sao cuộc đời của anh thay đổi như thế này vậy mẹ? Tại sao đời sống của anh như thế này? Tại sao anh lại trở nên một người đặc biệt như thế này? Đây tin lành là quyền phép chứ không phải tin lành là tôn giáo, là giáo phái cho nghe chưa mẹ? Như những tôi tớ của Chúa khác chẳng. Tin lành là quyền phép của Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Hallelujah, hallelujah. Và chúng ta thấy lời của Chúa cũng nói với chúng ta trong Matthew đó. Đoạn 7 câu 28-29. Khi Chúa Giêsu phán những lời ấy xong, dân chúng kinh ngạc về sự dạy dỗ của Ngài. Vì Ngài dạy cách có thẩm quyền, chứ không như các thầy tôn giáo. Amen. 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 Không giống như chúng ta thấy các thầy, những người thành chức sắc ngày hôm nay.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh. Chúng ta cùng nhau nói Amen. Nghe mà sao nó thán kinh. Anh em biểu tôi giảng, tôi thà tôi giết chết tôi đi. Thì còn bị tôi giảng chuyện đó, tôi giảng không được. Amen. Vì thẩm quyền của Đức Thánh Linh đã ban cho tôi không giảng theo cái tôn giáo được. Hallelujah. Hallelujah. Hỡi hội thánh của Chúa. Kết thúc điều sau này còn có rất nhiều điều. Nhưng tôi nghĩ đến phần này là đủ. Những điều quan trọng đó là tấm lòng của chúng ta có chỗ cho lời của Ngài hôm nay không? Tôi lập lại Chúa Giêsu trước khi Ngài được quyền phép Thánh Linh, Ngài cũng có thói quen đi nhà thờ của người Do Thái giáo phải không ạ? Có thể trong 30 năm đó. Nhưng chẳng ai nhìn thấy cái điều gì khác biệt cả. Vẫn là Giêsu đó thôi. Nhưng kể từ ngày Ngài chịu bắt tên, làm theo sự công chính, Ngài được đầy dạy Thánh Linh, Ngài thuận phục Thánh Linh, dẫn dắt của Đức Thánh Linh đi về đồng vắng để chịu sự cám dỗ ở đó. Ngài đã thắng sự cám dỗ 3 lần. Và Ngài nhận lấy cái quyền phép vì Đức Thánh Linh bắt đầu tin Ngài. Amen. Amen. Khi Đức Thánh Linh tin Chúa Giêsu, Ngài ban cho Chúa Giêsu quyền phép của Ngài cho Ngài chứ. Amen. Hallelujah. Và Ngài cũng ban cho Chúa Giêsu sự sức dầu của Ngài cho Ngài chứ. Amen. Vì dầu là hình ảnh của Đức Thánh Linh. Anh em, hai điều này, quyền phép và dầu, Thánh Linh đã làm nên sự khác biệt trong chức vụ của Chúa Giêsu, bởi vì Chúa Giêsu đã làm cho Đức Thánh Linh tin Ngài. Còn chủ đề hôm nay đó là Đức Thánh Linh đã tin chúng ta chưa? Chúng ta xin Chúa nhiều điều lắm, nhưng mà chúng ta để cho Chúa thấy rằng chúng ta tin Ngài chưa? Hay chúng ta xin và trong lúc chờ đợi đó chúng ta vẫn sống xác thịt, chúng ta vẫn sống dục dục, chúng ta vẫn sống yêu thế gian, chúng ta xem TV, chúng ta xem những kênh truyền thông, chúng ta vẫn Facebook, chúng ta vẫn điện thoại, nhiều hơn là tìm kiếm Chúa. Thì tôi nói em, Đức Thánh Linh là đấng thấy, Ngài thấy điều đó, không bao giờ Ngài cho cái gì của Ngài cho chúng ta. Amen. Bởi vì chúng ta chưa đủ trưởng thành để Ngài đưa cái điều quý giá của Ngài cho chúng ta. Amen. Đó là quyền phép và dầu thánh của Ngài. Cho nên tôi tiếp tục đại gia. Và tôi tin Chúa dùng tôi cho dân tộc Việt Nam yêu dấu của chúng ta. Tôi tin Chúa dùng tôi cho những nơi nào tôi được sai đến để phụng sự Chúa. Còn các bạn thì sao? Còn các bạn thì sao? Để tôi kể một câu chuyện. Có một thanh niên nhìn cũng có ơn là hướng dẫn những buổi cầu nguyện, hướng dẫn những buổi học kinh thánh của một hội thánh. Nhưng trong hội thánh đó có một người phụ nữ già, lớn tuổi, tóc bạc rồi. Bà theo dõi chàng thanh niên trẻ này. Và chàng thanh niên này cũng đang học đại học năm thứ 3. Còn cái kia người phụ nữ lớn tuổi tóc bạc này đến nói với cậu thanh niên, cậu ơi, cậu rất được ơn, được Chúa dùng, hướng dẫn tờ phượng, hướng dẫn cho buổi cầu nguyện thay mục sư rất tốt. Rồi những buổi học kinh thánh là cậu chia sẻ cũng rất tốt. Nhưng cậu ơi, cậu vẫn thiếu một điều. Cậu vẫn thiếu. Và người thanh niên này ban đầu nghe điều này tức giận lắm. Bà này là ai? Bà già đâu mà biết gì mà bà góp ý cho tôi. À, nhưng mà người thanh niên này sau đó bắt đầu khiêm nhường và nói với bà rằng, bà ơi, chứ con thiếu cái gì? Bà nói, bây giờ chúng ta không có tiền với nhau, ngày mai mời cậu đến nhà tôi sẽ cho cậu biết cậu thiếu cái gì. Và thế là chàng thanh niên học đã có trường đại học. Hí ai hận đến nhà người phụ nữ này, sau khi mời vào nhà xong bà rót một ly nước mời cậu này uống. Thì cậu này bắt đầu rất là nôn nóng để biết rằng mình thiếu cái gì. Và cậu này bắt chuyện liền. Bà con đến nhà bây giờ bà cho con biết rằng là cậu thiếu, con thiếu cái gì. Người phụ nữ nó nhìn mặt. Cậu thanh niên nói gì? Cậu biết cậu thiếu cái gì không? Người thanh niên dạ con không thiếu, cho nên con mới đến chiều nay bà chỉ cho con đi. Và người phụ nữ đã thẳng thắn nói gì? Cậu thiếu đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và trong phút chốc, người thanh niên đó bị cáo trách. Anh em, có những người họ không có Đức Thánh Linh, nhưng họ có khẩu tài, họ nói chuyện hay không anh em? Hả? Có những người họ có khẩu tài, họ diễn thuyết rất hay. Có phải không? Có phải không? Giống như một nhà sư trên mạng những ngày qua nói gì? Có những người Phật tử đi vào cây ATM,
để rút tiền. Cái thẻ nó bị sao, cái máy nó bị sao, nó nút mất cái thẻ đó. Cái người Phật tử này về lôi hết tiền trong nhà dâng hiến cúng đường đó. Và cúng đường xong một cái về nhà thấy cái thẻ ATM nằm trong cái bóp của mình. Thế là sau đó có rất nhiều người cúng đường. Cách họ nói hay, các bạn không ạ? Họ lương người ta, họ lấy tiền. Và ta biết rằng có nhiều người không bao giờ tỉnh thức cái chuyện này. Đừng nghĩ rằng mình cầm đơn, mình đánh đơn thờ phượng, mình dẫn đó là mình được ơn. Chưa chắc. Chưa chắc. Những thiên sứ trước khi bị đuổi ra khỏi thiên đàng, họ cũng là những con người thờ phượng trước đó, đúng không? Và tôi thấy đa số những người thờ phượng nếu không cẩn thận nổi loạn hết. Đa số. Chính phủ của tôi thấy. Bởi vì họ cảm thấy như vậy đủ, nhưng họ không thấy được họ thiếu. Amen. Thế nên chúng ta đầy dạy thánh linh liên tục, hay là những lúc đứng đây rồi chúng ta mới đầy dạy thánh linh. Chúng ta cần phải đầy dạy thánh linh liên tục. Chúng ta phải được sức dầu thánh linh liên tục. Amen. Amen. Đó là khi phục vụ Chúa, chúng ta đầy thánh linh, thì bước ra phòng nhóm ta phải đầy dạy thánh linh. Khi ta hướng dẫn, chúng ta được sức dầu thánh linh của Chúa. Và khi ta sống trong nhà vợ con của mình, đôi khi mình nói với vợ của mình cũng phải được sự sức dầu của Chúa nữa. Amen. Chứ không phải như thầy Tú buồn là thảm rồi đi ra ngã tư sao thầy không biết đi ra trái lại phải. Thầy Tú là tâm sự với thầy Hiện đó. Mày đừng có tưởng tao nhiều đêm tao ra khỏi nhà đó, tao không biết đi tay trái tay phải luôn. Anh em, chúng ta cần phải đầy dạy thánh linh liên tục, cần sự sức dầu thánh linh liên tục. Amen. Và để điều đó, hãy nhớ phải đắc thắng sự cám dỗ liên tục. Ủa sao không ai amen đây nè? Đắc thắng sự thử thách liên tục, đắc thắng sự giống giải dối liên tục. Amen. Liên tục, liên tục. Và bởi vì Chúa ở đây với chúng ta, và khi ra phòng nhóm Chúa cũng đi theo chúng ta về nhà. Cho tôi nghe chị amen. Hallelujah. Đừng ở đây nói amen, hallelujah. Về nhà trong cái remote TV lên bấm. Cái bắt đầu chúng ta nghe bên trong đó hát. Alpha, ông đã cầu cho cải bại bước đi. Tôi nói điều này để những người em nào đã từng bị cáo đuối đường đặc cảm, hãy tin vào hồng mắt của Chúa. Hãy tin vào một lần Chúa thương xót mình. Amen. Amen. David đã từng bị cám dỗ và Chúa cho có cơ hội để ăn năn. Và ông đã được Chúa sử dụng làm vua toàn cõi. Amen. Hallelujah. Phao-lô cũng là một người đã từng bắt bớ hộ thánh của Chúa, nhưng ông đã ăn năn, ông đã đầu phục Chúa, ông đã hạ mình xuống 3 ngày 3 đêm không ăn không uống tại thành Damascus. Và tôi đã nhìn thấy tấm lòng của ông này, và ngài đã đầy dạy chính ngài trên ông, và ông trở thành một con người khác biệt. Nicovusic là một con người không ta không chừng, nhưng ông có đức tin, ông có quyền phép. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.